Tôi về trước nha. Hôm nay làm lễ tất niên cuối năm cho mấy con chó. Mua gà quay về cho nó ăn. Mọi người có muốn coi không? Nó phụ tôi đi phóng sanh mấy tháng nay rồi. Chê, go home con ơi. Về đi. Bơi về kịp 6 giờ luôn á. Đây. Mũi đây lịch sự quá ha. Trong đây toàn mũi rừng không à. Đội cái nón màu đen này nó cứ bu bu hoài. Cảm ơn hãng Rimea tài trợ cho nón tiên cá nha. Chị ơi, về con ơi. Về nghỉ ngơi đi. Chơi vậy đủ rồi. Tôi về trước nha. Tạm biệt ạ. Nó thuộc đường đi hết trơn rồi. Chỉ sợ người ta bắt cóc nó thôi. Người ta đặt bẫy bắt nó. Thôi tôi về trước. Nó kêu tôi nó lại chơi. Họ tự con về nha. Bơi có cây số mấy hay cây chứ nhiêu. Bơi đi bơi về. Ở đó chơi đi. Tới tối rồi về. Tới tối rồi về chịu không? Không. Trời ơi. Nó kêu mẹ ơi đợi con với. Ok, go home. Đây. Nó thích ở bên tiêu hình hơn. Muốn nuôi rế cá ít ra mình phải kỹ năng bơi lặn lội hơn rế cá mình mới dạy nó được chứ. Không ơi sao lấy gì dạy nó.